Vào ngày 11 tháng 6 tới, tất cả những con dân yêu thích bộ môn Valorant sẽ hướng sự chú ý của mình tới vùng đất Tokyo, Nhật Bản, khi 12 đội tuyển xuất sắc nhất ở 4 khu vực America, EMEA, Pacific và Trung Quốc quy tụ tranh tài cho chiếc cúp Master danh giá. Tại sự kiện lần này, chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa những người đồng đội cũ trong màu áo FunPlus Phoenix trong cuộc thư hùng giữa NRG và Na'Vi, hay được kiểm nghiệm sức mạnh của những đội tuyển được coi là ẩn số đến từ Trung Quốc. Nhưng trong số hồ sơ eSports lần này, chúng mình sẽ không nói về những cặp đấu đó mà sẽ để dành cho một video khác. Hôm nay, trong video này chúng mình sẽ nói về một tuyển thủ người được đem ra so sánh với TZ thời kỳ đỉnh cao. Không ai khác, đó chính là ông vua mới ở vị trí Duelist, Aspas. Eric Aspas Santos sinh ngày 15 tháng 6 năm 2003. Anh là một tuyển thủ Valorant chuyên nghiệp người Brazil. Giống như rất nhiều tuyển thủ đến từ Brazil khác, Aspas tiếp xúc với những tựa game FPS khi còn rất nhỏ tuổi và nhanh chóng bén duyên với tựa game đứng số 1 trong mảng FPS lúc bấy giờ là Counter-Strike. Với niềm đam mê cháy bỏng dành cho những tựa game bắn súng kèm theo những năng khiếu bẩm sinh của một thiên tài FPS, Aspas đã nhanh chóng lựa chọn tương lai của mình theo nghiệp cầm chuột và trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Khởi đầu của hành trình eSports của mình, Aspas đã trở thành một cái tên khá có tiếng trong cộng đồng CS:GO Brazil khi đó. Thế nhưng ước mơ trở thành tuyển thủ CS:GO chuyên nghiệp của cậu trai sinh năm 2003 không kéo dài được lâu. Với những lùm xùm trong quá khứ, Aspas đành phải nói lời chia tay sớm với Counter-Strike. Và khi Valorant được ra mắt, một lần nữa ngọn lửa đam mê trong lòng Aspas trỗi dậy và quyết định dãy hướng sang tựa game FPS mới nổi của nhà Riot. Tính đến thời điểm hiện tại, đây có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong đời của tuyển thủ này. Như mình đã nói ở trên, Aspas từng vướng phải một vài lùm xùm trong quá khứ với tựa game CS:GO. Cụ thể, anh chàng đã từng bị ban với lý do là sử dụng phần mềm gian lận khi thi đấu. Trong khoảng thời gian đó, Aspas luôn bị chỉ trích khi bị gán với lý do gian lận. Và theo như những nguồn tin mình tìm hiểu trên mạng, thì hầu như những giải đấu mà Aspas tham dự không phải là những sự kiện lớn, và chắc chắn công tác tổ chức và trọng tài sẽ không thể nào so sánh được với những giải do Valve hay Blast chịu trách nhiệm được. Hơn nữa, tại giải đấu đó, những đánh giá đến từ ban tổ chức đều rất thiếu khách quan, khi họ chỉ đơn giản là xem lại trận đấu một cách thủ công. Anh em có thể hiểu đơn giản là một vài ông ngồi xem VOD một cách thủ công và kết luận rằng Aspas đã sử dụng hack. Điều này cũng đã gây nên một màn tranh cãi khá nổi cộm trong cộng đồng CS ngày đó, khi nhiều người cho rằng lệnh ban đối với Aspas là không có cơ sở và quá thiếu khách quan. Những người yêu thích anh chàng này khẳng định rằng tuyển thủ này không hề sử dụng hack cheat trong giải đấu, mà chỉ đơn giản anh ấy bắn quá hay và có quá nhiều người không thể bị lại nên đã tố cáo đó là gian lận. Thời điểm đó cũng có một vài streamer người Brazil đã lên tiếng bảo vệ Aspas. Họ còn làm hẳn một video phân tích những lý do tuyển thủ này không hề sử dụng hack. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai có thể khẳng định rằng tuyển thủ trẻ tuổi này có thực sự gian lận khi thi đấu hay không. Khi đã chuyển sang Valorant, nhưng bóng ma về những sự kiện trong quá khứ vẫn không hề buông tha cho anh chàng này. Ở những ngày đầu tiên khi chuyển sang tựa game mới, Aspas chỉ tham gia vào những đội tuyển nhỏ và không mấy tên tuổi trong giới Valorant của Brazil. Ban đầu, Aspas là một player không mấy tên tuổi trong cộng đồng Valorant. Tuyển thủ này bắt đầu sự nghiệp Valorant của mình với một đội tuyển nhỏ mang tên Slick, với tư cách là Duelist chính của họ tại VCT Brazil Stage 2 Challenger 1 2021. Slick đã không thể tham dự bất kỳ sự kiện quốc tế nào và cuối cùng tan rã vào tháng 8 năm đó. Sau đó, Aspas gia nhập vào một team tự do được gọi là Pancada e Amigo, bao gồm những tuyển thủ nổi tiếng như Gustavo Sassi Rossi, Brian Pancada Luna, Felipe Les Basso và Matias Sarek Delim Petro sau một giải đấu VCT Brazil Stage 1 cực kỳ thành công, nơi mà Aspas và những người đồng đội chỉ để thua duy nhất một bản đồ trong suốt giải đấu. Ấn tượng trên những gì các chàng trai của Pancada e Amigo đã đạt được, Lao ngay lập tức ký hợp đồng với toàn bộ đội hình đó. Lao đã vượt qua cả vòng bảng và vòng loại trực tiếp của Challenger 1 để giành lấy tấm vé tham dự VCT Master Reykjavik 2022. Tại Reykjavik, họ đã lọt vào trận chung kết sau khi đánh bại Optic Gaming 2-1. Tuy nhiên, đội tuyển đến từ Bắc Mỹ đã có một màn phục thù khi đánh bại Lao 3-0 trong trận chung kết tổng. Trên thực tế, mặc dù đã để thua trắng 0-3 trong trận chung kết, Aspas vẫn là MVP của cả loạt đấu với 278 ACS và 13 mạng gục đầu tiên, cao nhất trong số 10 player. Một lần nữa, Lao lại có vé đến với kỳ VCT Master tiếp theo diễn ra tại Copenhagen sau khi vượt qua VCT Brazil Stage 2 Challengers một cách hoàn hảo. Và Lao đã không thể có một màn trình diễn như ý tại giải đấu này khi đã bị loại sớm ngay từ vòng bảng sau hai trận thua trước Crew Esports và Optic Gaming. Dù bị loại sớm tại VCT Master Copenhagen, nhưng Lao vẫn đủ điều kiện tham dự VCT Champions sau thành tích đã làm được vào năm 2022. Họ một lần nữa để thua trước Optic ở vòng bảng, nhưng đủ điều kiện tham dự vòng loại trực tiếp. Lao vượt qua vòng bảng với chiến thắng 2-0 trước Leviathan và DRX. Họ cũng một lần nữa đối đầu với Optic Gaming trong trận bán kết nhánh trên. Tuy nhiên, Aspas và đồng đội giành chiến thắng 2-0 và củng cố vị trí của mình trong trận chung kết tổng. Và như một sự sắp đặt của số phận, Lao một lần nữa tái đấu Optic Gaming trong một trận chung kết tổng, vẫn là đối thủ cũ. Nhưng lần chạm trán này, đội tuyển được tận hưởng niềm vui chiến thắng là Lao.
Bên cạnh Sasi, Aspas là một nhân tố quan trọng góp phần cho chiến thắng này của Lao trước Optic. Bước sang năm 2023, phong độ hủy diệt của Aspas vẫn tiếp tục được duy trì. Anh cùng đồng đội về nhì tại VCT Lock-in 2023 sau khi để thua 2-3 trong loạt BO5 trước một Fnatic quá hùng mạnh. Tuy nhiên nỗi buồn để thua trận đấu không thể tồn tại được quá lâu. Tại giải đấu tiếp theo mà Lao tham dự là VCT America, nơi hội tụ 10 đội tuyển thuộc hệ thống franchise của Riot trên khắp châu Mỹ, Lao đã có một màn trình diễn không thể nào hoàn hảo hơn khi giành chức vô địch với thành tích chỉ để thua duy nhất một trận đấu. Tại giải đấu này, Aspas không ít lần cứu Lao thoát khỏi những tình huống tưởng chừng như đã bị dồn vào thế chân tường nhờ những pha thi đấu xuất thần đến từ tuyển thủ này. Nếu anh em theo dõi VCT America 2023 thì chắc hẳn không ít lần anh em thấy Aspas có những pha multi kill đặt tâm như hách khiến cho người xem phải trầm trồ. Looks himself down for the ace to try and turn it around. He's got a dash back online. He knows where the Jezzine should be. The spike there as well. Isolates the find and he claims it. Ở thời điểm hiện tại, khi được hỏi ai là duelist số 1 thế giới, mình chắc chắn với anh em luôn phải 9 trên 10 người sẽ trả lời ngay đó là Aspas. Còn một người còn lại sẽ không biết Varun là game gì. Aspas đang là cái tên được rất nhiều người so sánh với Tens ở thời kỳ đỉnh cao. Nhưng theo mình thì Aspas có phần nhỉnh hơn so với tuyển thủ gốc Việt của Sentinels. Nếu so sánh về mặt danh hiệu, Aspas chắc chắn sẽ đánh bại Tens về khoản này. Sau chức vô địch VCT Master Reykjavik, Tens gần như không có thành tích gì nổi bật cùng với Sentinels. Hơn nữa, năm 2022 phải nói là một năm vô cùng tồi tệ với Tyson và những người đồng đội khi họ gần như luôn bị loại sớm trong hầu hết các giải đấu mà đội tuyển này tham dự. Nhưng với Aspas thì ngược lại, 2022 là một năm vô cùng thành công của tuyển thủ người Brazil. Aspas cùng với những người đồng đội tại Lào đã về nhì tại VCT Master Reykjavik và vô địch VCT Champion trong cùng một năm. Bước sang năm 2023, một lần nữa Aspas về nhì tại VCT Lock-in và vô địch VCT America với một màn trình diễn thuyết phục, thì Sentinels lại bị loại ngay từ giải đấu đầu tiên diễn ra vào tháng 3 và mất suất vòng playoff trong mùa giải đầu tiên của VCT châu Mỹ. Có lẽ hiện tại trong khu vực châu Mỹ nói riêng hay toàn thế giới nói chung, chúng ta khó có thể tìm kiếm được một tuyển thủ nào có thể so sánh với Aspas ở thời điểm hiện tại. Nếu cứ tiếp tục một phong độ hủy diệt như hiện tại, Aspas và Lao chắc chắn sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của kỳ VCT Master Tokyo lần này. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Trên đây là toàn bộ những gì chúng mình muốn mang đến cho anh em về Aspas, người được mệnh danh là duelist số 1 thế giới thời điểm hiện tại. Lưu ý rằng video là góc nhìn cá nhân của người viết, chắc chắn sẽ có những tuyển thủ mà anh em đánh giá cao hơn khi chơi ở vị trí duelist này. Aspas và Lao với việc vô địch VCT America thì họ cũng sẽ được vào thẳng vòng playoff của Master Tokyo. Vậy nên nếu anh em hâm mộ Lao thì đội tuyển đến từ Brazil sẽ bắt đầu thi đấu vòng playoff vào ngày 16 tháng 6 sắp tới nhé. Còn về phần anh em có thấy Aspas xứng đáng với vị trí duelist số 1 của nền Varun? Hãy comment xuống bên dưới để chúng mình cùng biết nhé. Trong số hồ sơ eSports tiếp theo, anh em muốn chúng mình làm về tuyển thủ nào cũng comment xuống bên dưới luôn nhé. Đừng quên like, share và subscribe cùng nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng mình sẽ ra mắt trong tương lai. Còn bây giờ thì tận hưởng VCT Master Tokyo thôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.